cỡ này tình hình dịch bệnh á, phải ra vận chuyển mình sẽ đi rất là ok, không có vấn đề gì đâu. À, anh đó lấy một cái máy và một dàn sới. Nếu mà chú Tiền Lợi có xem video này thì ở đây con đã góp phần quảng cáo cái dàn của ông luôn nha. Máy nó đã đem về ngoài luôn rồi đó. Nhiều quên, dàn sới của ông nó cũng đi ra ngoài Bình Thuận luôn rồi đó. Xin chào quý vị và các bạn, nếu mà quý vị và các bạn xem được cái video này thì cái chiếc máy này nó đã được bán rồi nha. Thì hôm nay có một vài anh đến để xem chiếc máy này. Nếu mà xong giá ok thì nó sẽ được về với chủ mới. Vì thế là mình làm cái video này để tranh thủ lưu giữ lại những cái hình ảnh kỷ niệm với cái chiếc TT45 Phone New Holland này. Thì đây là một cái dòng máy rất là nổi tiếng và cái chất lượng thì mình không thể bàn cãi rồi. Nếu mà những người anh nào mà xài rồi thì mình rất là yêu thích dòng này. Còn ai mà chưa xài thì chắc là chưa có tin tưởng nhiều ở nó đâu. Và cái video này chủ yếu là đi ghi giữ lại những hình ảnh với nó, cũng như là chia sẻ một số cái thông số để mọi người sau cùng biết, để mà sau này mình có mua thì mình cũng biết nhiều về cái thông số của nó, không cần hỏi nhiều về cái thông số chi tiết của chiếc máy này như thế nào. Thì đây hôm trước cũng đã nói rồi, TT45 á, thì mã lực của nó là đâu đó là khoảng 47 mã lực theo catalog của nhà sản xuất. TT45 nha, là 47 mã lực. Và chiếc này nó hai cầu, nó nặng đâu đó là nhớ không lầm là một khoảng 1 tấn 7 60 kg, 1 tấn 7 60 kg chưa bao gồm tạ. Thì nó sẽ nặng hơn so với 5018. 5018 như là 1 tấn 495 thôi, chưa được 1 tấn rưỡi nữa. Chiếc này thì nó là 1 tấn 7 mấy rồi, nhưng mà nó vẫn nhẹ hơn cái chiếc Randy 50 5045. 5045 như là nhớ không lầm 1 tấn 890. Và động cơ của cái chiếc này á, nó xài heo, vẫn là heo cơ bình thường, heo vét. Ở đây là động cơ của nó 3 máy thôi. Cái việc này á, thì mình thường thấy ở những cái chiếc máy Mỹ, giống như là John Deere với thằng New Holland này nè. New Holland là máy Mỹ nha mọi người. New Holland là máy Mỹ, nó được sản xuất ở Ấn Độ. Đây, ở sản xuất India nè, ở đây có chữ India, sản xuất Ấn Độ, nhà máy đặt tại Ấn Độ. Nên cái máy này á, nó xuất xứ Ấn Độ mà công nghệ hoàn toàn của Mỹ hết. Cái động cơ của những cái dòng máy New Holland cũng như là John Deere, một số máy thì nó sẽ để động cơ là có 3 piston. Đối với thằng John Deere thì nó sẽ từ 75 mã lực đổ xuống thì nó cũng 3 piston thôi. Ví dụ như 5075 bây giờ hoặc là 5060 ngày xưa nó chỉ có 3 piston thôi, nhưng mà nó 75 mã lực để cho nó tiết kiệm được cái không gian của cái máy. Nhưng mà nó sẽ cái dung tích xi lanh nó khá là cao, tại vì cái bê tông nó lớn. Còn những dòng máy Nhật thì mọi người ít thấy lắm, đa số ít thấy cái dòng 3 máy lắm, chỉ chủ yếu là 4 máy là nhiều, để người ta tối ưu được cái diện tích của cái máy, là tối ưu được cái cân nặng của nó. Tại vì bản chất tất cả những cái chi tiết xung quanh cái máy á, là nó đã quá dày, nó nặng rồi. Mọi người cũng biết là nếu mà cái động cơ này mà nó 4 máy nữa thì nó sẽ nới ra, mỗi chi tiết nới ra chút xíu nữa thì cái máy mình nó sẽ tăng lên cái trọng lượng chút xíu nữa. Đó là cái vấn đề về những cái chiếc máy mà gọi là thực dụng đi. Mình gọi cái từ thực dụng á, nó sẽ phục vụ cho cái mục đích là chất lượng, năng suất là chính, còn cái vẻ bề ngoài á, nó không quan trọng nhiều lắm. Bởi vậy những cái máy này mình thấy nó dạng như nó hơi thô so với những cái dòng máy Nhật bây giờ. Những dòng máy Nhật bây giờ nó chủ yếu nó quan tâm nhiều đến thiết kế nữa. Còn những chiếc máy này cái thiết kế nó không có nằm ở điểm quan trọng lắm, nhưng mà nó vẫn đẹp, vẫn trong cái tầm mắt của cái người làm dịch vụ, cái người sử dụng được, chứ không quá đến nỗi là xấu là tệ. Rồi thì số của chiếc này là nó sẽ là nó có nhiều phiên bản, nó nhiều option, có 8 tiếng 8 lùi, nhưng mà đối với chiếc máy này là nó chỉ 8 tiếng 2 lùi thôi. Ở đây 4 số tới, đây là 4 số tới nè. 4 số tới, bên kia là 2 tầng. Đó là tầng chậm tầng lẹ. Là nó là 8 tiếng 2 lùi. Cái dòng này là hoàn toàn cơ hết. Đây là hộp phân phối của nó. Như là ở đây là nó có thắng tay, cái dòng máy này mình có thắng tay luôn á. Thắng để mà giữ cho máy khi mà mình đổ dốc, đổ dốc á. Đây là lắp đôi của nó. Còn về cái số sới thì chiếc máy TT45 này thì
nó có một cái đặc biệt hơn đi ở chỗ là nó có hai cấp số sới, hai cấp thôi chứ đừng có nói ba cấp, tại vì anh N hình như là nói về về no rồi mà, chắc là hai cấp số sới. Ở đây thì nếu mà mình đưa về trước á, mình đẩy cần về trước thì nó sẽ sới với tốc độ 540 vòng, 540 vòng rồi. Và về sau đây cái cần này, vị trí là cái cần này, mình cứ đưa về trước thì nó sới như những cái máy bình thường, là mình cứ sử dụng cái số này đưa về trước rồi sử dụng cái cần này, cái cầu dao này để điều chỉnh, để điều chỉnh cái đuôi chuột, không phải gọi là điều chỉnh nữa mà là để điều khiển, mình đưa như vậy thì nó chạy, đưa tới thì nó ngừng. Rồi nếu mà mình kéo hết cái cần này ra phía sau nè, kéo hết cần này ra phía sau thì cái đuôi chuột nó sẽ quay theo cái gọi là cái số của cái máy luôn. Khi mà mình đi tới số 1 thì đuôi chuột nó sẽ đi theo số 1, số 2 thì đuôi chuột quay theo số 2, dừng thì đuôi chuột nó sẽ dừng, và da thì đuôi chuột nó cũng sẽ quay da. Nó phù hợp với những cái anh chị nào mà sử dụng về kéo mót á, kéo mọt á, nó sẽ phù hợp với những cái mục đích đó. Còn về cái tốc độ thì cái chiếc này tốc độ của nó là cũng khá là khủng so với ở Việt Nam rồi. Nó sẽ chạy với vận tốc đâu đó là 35 hay 37 km/h đó. Những video trước thì tôi có chia sẻ cho mọi người rồi. 35 37 km/1 giờ thì mọi người phù hợp cho cuốn rơm, hoặc là mình chạy ở trên đường á, những anh nữ Tây Ninh hay kéo mì á thì mấy ổng hay thích những cái dòng máy này vì nó nhanh một chút xíu, nó nhanh hơn Junior mình đó. Kéo mì chạy trốn công an cũng khá là ok. Rồi cái đó là về số sới, còn về bánh lớp á, thì đây là zin của nó nè. Nó mang lớp sau là 14928. 14928 mà gai này gọi là nó là gai móc á. 14928, còn lớp trước của nó thì sẽ là 99.524. Đó là cái lớp của nó. Bình dầu của nó là đặt ở phía trước. Bình dầu nó 60 lít. Đối với động cơ 47 ngựa mà bình dầu 60 lít thì cái việc mà khi mà mình chạy á, mình đổ dầu vô thì cái thời gian á, nó không mình chạy được nhiều đất rồi mình mới đổ dầu vô, chứ không phải là cái bình dầu nó nhỏ. Như là nhất thủy lực á, thì nhất động cơ với thủy lực tôi xem cái catalog chính xác nó là bao nhiêu nữa. Mọi người có thể xem qua cái những cái cầu trước của nó để xem nó chắc chắn hay không nha. Nếu mà là video này lên thì em nó đã về với chủ mới, và mình sẽ có những cái hình ảnh kỷ niệm về nó. CNH là những cái gọi là cái thương hiệu á, thương hiệu của tập đoàn sở hữu thằng này. Nó cũng CNH là một cái thương hiệu sở hữu tập đoàn sản xuất máy móc. Nên nó đóng như thôi chứ không có cái gì xa lạ hết. Như là máy này á, là nó không có cái muôi á. Ở dưới này gọi là cái muôi, gọi là cái cabin. Không, nó không có cabin zin nha. Cabin này là mình chế hết luôn. Bue nó thì đặt trên này. Nó bất tiện chút xíu là khi mình muốn tháo cái capo này ra thì phải rịch dở cái nắp dù bue lên. Còn ben của nó thì nó cũng có những cái hay. Đây là vậy, như sử dụng để mình cài nè. Khi mà mình cài á, mình muốn lên xuống hay là như thế nào là mình sử dụng cái này nè. Muốn lên một mức xuống một mức á, thì sử dụng thằng này, không cần phải kéo lên kéo xuống kéo lên kéo xuống đó, sử dụng phù hợp cho cài thôi. Đùi ha, đùi ở đây thì khá là to, người nhìn dày lắm, đùi này rất là dày luôn. Nhìn cái lóc đùi kiểu này, vỏ đùi, nhìn cái vỏ đùi này không biết cái lực nào mà có thể làm cho nó nứt được. Thực sự không biết là cái lực như thế nào mà có thể làm cho vỏ đùi này nó nứt. Vỏ đùi nó giống cái vỏ đùi của thằng India bên bển á. Rồi đó là một số cái mà chiếc máy này nó đang có. Thì về tốc độ, về cân nặng, mình quên nói về cái bề ngang nữa. Chiếc này bề ngang của nó là tính từ 2 mét bánh sau mọi người. 2 mét bánh sau là chiếc này nó là 1.7 á. 2 mét bánh sau là từ mét bánh này qua bánh kia, còn là 1.7. Còn cái trục chiều dài cơ sở nó không nhớ chính xác là bao nhiêu. Chiều dài cơ sở mình sẽ tính từ cái trục giữa bánh trước đến trục giữa bánh sau. Chắc đâu đó ha, hơn 2 mét xíu. Không nhớ chính xác nữa. Rồi cân nặng
nó phù hợp với những cái dòng nào đó, thì mọi người sau này gặp những cái chiếc như thế này nè thì có thể cân nhắc. Nặng 1 mét, 1 tấn, tấn 7 tấm, tấn 7-60 á, chưa gắn tạ. Tốc độ thì khá là ok, về chất lượng khá là ok. Còn phụ tùng thì hôm trước có anh nói là phụ tùng mua rất dễ nhưng mà không nói ở đâu hả, ở miền Tây này nhiều lắm. Với lại thằng này nó có, người ta có bán máy mới chính hãng mà, thì thế là phụ tùng người ta cũng có luôn. Những cái phụ tùng đó mua An Giang có, Sài Gòn có. Mọi người hư cái gì mình mới biết được để mà chỉ phụ tùng ở đâu. Bây giờ lên trên này có một số cái đây, đồng hồ. Cái đồng hồ thì đơn giản thôi, mình cũng không quan tâm nhiều về cái đồng hồ này đâu, những cái nút bấm cơ bản thôi. Đây, đồng hồ này kết hợp với thằng digital và analog. Chiếc này 2540 giờ, đơn giản thôi. Còn ga tay, còn nếu mà cái 8 tiếng tắm lùi nó sẽ còn có một cái cần tiếng lùi đây nữa nè, cần tiếng lùi nằm ở đây. Những cái máy cơ như vậy thì mình quá là an tâm, không có hư hỏng nhiều. Thì bây giờ sẽ kết thúc video này ở đây. Hy vọng là những anh chị nào mà lần đầu gặp cái máy này thì khi xem video này thì có thể hiểu biết thêm về nó, thì sau này khi mà gặp nó mình không phải là thắc mắc nhiều hơn. Anh chị có thể theo dõi cái chiếc máy này thông qua những cái video như thế này. Và nếu anh chị nào mà chú ý quan tâm đến những cái kênh về máy móc nông nghiệp như máy cày, máy đập liên hợp, cũng như khi mà nó đi ra ngoài đồng á, nó làm việc như thế nào, thì có thể follow cái kênh này, đăng ký cái kênh này để tôi sẽ chia sẻ cho mọi người trên cái kênh này. Những video trên cái kênh này thì tôi sẽ đăng có thể là hàng ngày hoặc là cách một ngày tôi sẽ đăng những cái video như thế này lên để mọi người có thể xem và coi như là giải trí đi. Rồi, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của tôi. Và đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí nè mọi người, cứ nhấn nút đăng ký thôi và nhấn vào nút cái chuông á, để khi mà đăng video thì nó sẽ thông báo cho mọi người xem. Mình không hoàn toàn mất phí, không có mất phí đồng nào ở trên khi mà xem YouTube trên những cái kênh như thế này hết á. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau.